Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại trở lại với kênh Thành Tâm Auto. Tiếp tục với chương trình giới thiệu xe, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng xe Hino được bác chủ xe người Quảng Ninh mang trực tiếp đến xưởng Thành Tâm Auto để gia công xe ba chức năng, xe cứu hộ sàn trượt, càng kéo, gắn cẩu nâng đầu luôn. Đây là một chiếc Hino 6 tấn đời 2016 được bác chủ xe mua ở Cà Mau và đã nhờ Thành Tâm Auto ra hoán cải thành ba chức năng. Xe thì rất là đẹp, bao chủ xe rất là dữ. Xe được thiết kế lắp chân cao, chân cao 2,5 m để nâng đầu và trang bị theo xe là một chiếc cầu Unix 370 4 đốt, một chiếc cầu khá phổ biến. Chiếc cầu là cầu bãi, được mua trực tiếp tại xưởng Thành Tâm. Cầu rất là đẹp, da cần thẳng tắp. Chiếc xe thì đang trong quá trình hoàn thiện đến được khoảng 80%. Đây mình sẽ đi một vòng quanh xe các bạn xem. Theo xe còn được trang bị một cái chiếc tời kéo là 15 tấn các bạn nhé. Xe đang trong quá trình sơn thô chờ hoàn thiện. Và đặc biệt là một cái điểm mấu chốt của xe là xe yêu cầu bác chủ xe là xe sẽ được cơi nới thêm 1,5 m phần sàn xe, khiến chiều dài của xe rất là dài. Đây, còn bình thường khi di chuyển nó sẽ được kéo lên như này, gập lên này rất là tiện. Đây, thêm 1,5 m về đằng sau. Vâng, khi gặp những cái chiếc máy đào máy xúc nó dài thì có thể hạ càng xe xuống và gập cái phần sàn làm thêm này. Đây, được liên kết với sàn cứng của nó là một cái khớp bản lề. Đấy, khi dùng đến thì xe gập xuống giúp cái chiều dài tăng lên rất là cao. Và phần cuối của xe, xe thì trang bị một cái càng kéo 2T. Này cũng đang đi dây thủy lực. Này, càng kéo được thiết kế 2T, rất là khỏe. Sức kéo lên tới 30 tấn. Rất là chắc chắn. Vậy những anh em nào đang có nhu cầu đóng xe cứu hộ, càng kéo, ba chức năng hoặc những dòng xe chuyên dụng như là xe nâng đầu, xe gắn cẩu thì có thể liên hệ thêm liên hệ với mình theo số điện thoại mình để ở góc màn hình bên trái, Thành Tâm Auto 0911 696 444, địa chỉ Xuân Canh Đông Anh, Hà Nội. Mọi người nhớ đăng ký kênh Thành Tâm Auto để cập nhật những cái dòng xe cũng như những cái xe siêu phẩm hoán cải được gia công bởi xưởng Thành Tâm. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông theo dõi để cập nhật những cái video mới nhất của mình nhé. Xin cảm ơn.